Chúng tôi sẽ còn tâm thời trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được phép bắt đầu. Vỗ tay thật lớn nào. Nhạc lớn. Yeah, và ngay bây giờ các bạn sẽ được cùng ngắm qua với các anh chị của đoàn Nam Tô Sài Gòn Tân Thời. Đầu tiên sẽ cùng ngắm qua với người đẹp bé ba. Người đẹp bé ba năm nay vừa tròn 20 tuổi với cân nặng 175 kg. Con số gì đây? Và một tràng pháo tay tiếp theo dành cho Nathan Lực Kim Trọng. Và tiếp theo, cùng tôi ngắm qua với một cô gái rất là xinh đẹp của Sài Gòn Tân Thời, người đẹp Lumi. Vâng, kính thưa quý vị, và một cái tên Mi nữa với một số phận khác, người đẹp Thiểu Vi. Đó, quý vị nhìn thấy đó, cũng là một cái Mi nhưng mà người này người kia quý vị nha. Cùng sẽ đón qua với Nam Thanh Lực Lê Kiên. Con số gì đây? Và tiếp theo một nhan sắc vô cùng ngổ nghịch của đài tôi sẽ còn tân cười. Xin giới thiệu người đẹp Thúy Diễm. Con số gì kinh? Giỡn tay các bạn ơi. Xoay đẹp xoay. Và ngay bây giờ cùng sẽ đón qua với Nam Thanh Lực Lâm Hoài Thi. Kính thưa quý vị, phiên bản Ma Cây năm 2023 quý vị nha. Và ngay bây giờ là Nam Thanh Lực Nguyễn Tài. Một gương mặt rất là baby nha quý vị. Cùng sẽ đón qua với người đẹp Trúc Lê. Con số gì đã? Một tràng pháo tay xin dành tặng cho Nam Thanh Lực Thanh Huy. Con số gì kinh? Cùng sẽ đón qua với Nam Thanh Lực Tốt Chân. Và kính thưa quý vị, một nhan sắc vô cùng bạc mà của đoàn Lôi Con Sài Gòn Tân Thời, Miss Universe Sài Gòn Tân Thời, người đẹp Lucy. Lỗ tay nào, rất xinh đẹp. Và cùng sẽ đón qua với người đẹp Ẩn Ẩn và Hồng Đơn. Mà các chị em mình cùng lên nha. Yeah. Với ngày hôm nay thì Sài Gòn Tân Thời rất là vui và rất là hạnh phúc khi được có mặt tại Đại học Y Dược của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngày hôm nay các anh chị chúng ta sẽ tặng cho tất cả các bạn những vòng loại lô tô, những tờ vé lô tô trong buổi chiều ngày hôm nay hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Trời ơi, quá trời xuất sắc, quá trời đông rồi. Hình như lần này là lần thứ hai đoàn Sài Gòn Tân Thời có mặt trong chương trình chào đón tân sinh viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông cũng như là Hồng Cường, cũng như là tất cả các thành viên của đoàn rất là vinh dự và cũng rất là vui khi mà được mang cái văn hóa lô tô đến với tất cả mọi người, đặc biệt là cái thế hệ trẻ của chúng ta trong tương lai. Và hy vọng là những hình ảnh đẹp đẽ của lô tô cũng như là của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời ngày hôm nay sẽ mang lại cho tất cả các bạn tân sinh viên một kỷ niệm rất là đáng nhớ trong những ngày đầu năm học của chúng ta. Và ngay bây giờ các chúng ta sẽ tặng cho mỗi bạn một tờ vé, chúng ta nhận mỗi người một tờ nha. Ai cũng có cả các bạn ơi, chúng ta sẽ nhận qua mỗi người một tờ vé lô tô cho tất cả các anh chị sẽ cùng xuống dưới tặng cho các bạn. Và ngay bây giờ Ẩn Ẩn và Hùng Cường, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng tập trung hướng mắt về màn hình để cùng đến với một đoạn video clip ở đây, chúng ta sẽ được biết qua thể lệ dò lô tô như thế nào nha. Và xin mời. Chúng ta là bé có 60 phân số, từ những 60 trở lên trên lòng cầu. Khi tụi em kêu xong con số nào, quý vị nhớ dùng tâm đánh dấu vào con số đó. Đủ 4 con trên một hàng ngang, quý vị đoạt giải. Sau đó, nhớ như là tay, dẫn bàn tay lên sân khấu và nhận quà nha. There are 60 numbers in the ticket related to 60 number of the ball in the rolling cage. Our ladies will perform their songs with the lyrics that match a random number.
songs will be performed. That means number will be announced. You will check if you have the same number in your row ticket. If you find four numbers in the same row, please raise your hand and run up to the stage. I will give you your prize. Good luck! Vừa rồi là một đoạn video clip mà đoàn dành tặng cho tất cả mọi người để cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách vào lô tô. Và nói ngắn gọn thôi, mình tóm tắt cái clip lúc nãy là chỉ còn 4 con trên 1.000 ngang. Mình sẽ là người mang chú người nhanh chóng chạy lên sân khấu để các thành viên kiểm tra lại tờ vé của mình và nhận quà nha. Ngoài những món quà từ đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đã chuẩn bị sẵn cho tất cả các bạn ngày hôm nay. Rồi, rồi một lát nữa sẽ bật mí. Rồi. Ở bên dưới mọi người còn ai chưa có vé nữa không ạ? Còn bạn nào chưa có vé không giơ cái tay lên để đó, ở phía sau kìa. Tuấn ơi, ở phía sau kìa, mấy bạn phía sau của em. Rồi, các bạn nhớ nhận cho mình những cây tâm nha. Các bạn khi mà nhận phấn cho mình nhớ lấy tâm nha. Rồi, mọi người ơi, ngày hôm nay do là số lượng tất cả mọi người tham dự chương trình nói chung là không gian mở và số lượng tại sân khấu Sài Gòn tôi thấy cũng không có ước lượng trước, cho nên là số vé nó cũng có giới hạn, nên mọi người mình chia sẻ cho nhau mỗi người một tờ lá vé thôi nha. Mình đừng lấy nhiều hơn để cho tất cả mọi người đều có cơ hội để tham gia chương trình. Và cái kinh nghiệm mà ở gần thấy là thường là chúng ta dò một tờ chúng ta biết chúng, đúng rồi, chúng ta lấy nhiều tờ quá dò không có kịp là cái thứ nhất, thường là tham thì thăm, đúng rồi, không có chúng đâu, mọi người đừng có lấy nhiều quá. Ê, còn ở bên này còn vé ông Huy ơi, đem xuống vé ở khu vực dưới này còn quá trời chưa có đây nè. Coi như là em biết sao, ông tổ lô tô là chỉ cho một người và một tờ vé trúng thôi. Cho tâm luôn Huy ơi, cho mấy em tâm nha Huy nha. Rồi, trường hợp mà các bạn không có tâm thì các bạn có thể dùng bất kỳ dụng cụ nào mà các bạn có, ví dụ son, ừ, hoặc là nước mình chấm vô cũng được, hoặc tôi nhớ hoặc là bí quá thì mình là cắn tay mình lấy máu mình chấm vô, cái chặt tôi hao máu vậy chơi lô tô hao dữ vậy trời, chơi khô máu luôn. Hoặc là nếu như mà các bạn nào mình muốn nhanh gọn lẹ, mình có thể là dùng điện thoại mình chụp cái tờ lá vé lại, xong rồi mình tích ở trên, mình sử dụng app á, mình tích ở trên cái tờ trên điện thoại luôn để mình làm dấu. Nãy ngày bé ba mới nói với anh hay lắm hả? Các bạn là đang sinh viên của trường đại học y dược mà, thế là bé ba kêu là lấy cái kim tim mình bơm máu xong mình chấm vô lò vé, lấy ống chích đồ đó hả? Đúng rồi. Lấy ống chích ống nghiệm đồ gì đó là làm dấu bơm vô. Coi ở bên dưới mọi người đã có vé hết chưa, sẵn sàng với lô tô son được chưa nào? Và bây giờ vòng lô tô đầu tiên xin được phép bắt đầu. Đang nằm mà nghe tôi kêu bóng cờ xa. Cờ xa có mấy con mây, cái gì đang xuống gì ra mây gì đây. Mây gì đây, mây gì đây, mây gì đây, mây gì đây, xuống gì đây. Và em đã biết tới tình yêu đầu tiên. Và em đã biết tình yêu đi sợ.
Rồi, còn ai đứng không? Rồi, đây, tới em gái mà làm cái tờ nào vậy?